ở chỗ này giả sử như mình cải tiến hơn, là cái sinh viên này không chỉ có đơn giản là cái tên không, mà chúng ta sẽ đổi cái cấu trúc chỗ này tí xíu, là cái Trần Quang Bình này chúng ta sẽ có cấu trúc là ví dụ mình mở ngoặc đóng ngoặc, cái chỗ này có cái cấu trúc, và cấu trúc của chúng ta là có tên hai chấm, đúng không? Mình sẽ bằng ở đây phẩy, rồi có năm sinh, mình có năm sinh hai chấm, 2000 phẩy, mình sẽ có điểm điểm 2.8.5 đó. Như vậy thì các bạn thấy là ở cái phần demo của mình là phía trước nè, đây tên nè, chú thích nè, giá nè, nó có state nè, string string và number thì nó cách nhau bằng dấu phẩy. Như vậy ở đây chúng ta cũng đã có cấu trúc sinh viên thứ nhất. Bây giờ tương tự như vậy, chúng ta sẽ có sinh viên thứ hai, thứ ba. Chúng ta sẽ tạo ra sinh viên thứ hai, thứ ba. Được chưa? Các bạn tạo thêm giúp cho thầy. Bạn này. Rồi, chúng ta sẽ có là sinh năm 2001 điểm 9.5, sinh viên 2002 điểm 7.5. Và bây giờ đối với lại cái phần xuất của chúng ta thì cũng là student, cũng là index, cũng là này. Nhưng khi chúng ta xuất ra ở đây, nếu chúng ta chỉ xuất là student không thì chúng ta có biết được sinh viên nào hay không? Lưu và chạy lại xem thử nội dung của nó là thế nào. Nó xuất ở đây là gì? Có cả tên, chữ tên, có cả năm sinh, có cả điểm. Mình có muốn xuất mấy cái chữ này ra không? Không. Ví dụ mình chỉ nói là Trần Quang Bình 2.2000 2.8.5, hoặc là bạn đưa vô một cái table, được không? Bạn đưa vô một cái table để nó xuất dữ liệu cho chúng ta, được chưa? Như vậy ở chỗ này thì chúng ta sẽ xuất chỗ này là student ha. Bạn sẽ giúp thầy đẩy nguyên cả cái này vào cho thầy một cái table nào. Mình cỡ có m m à bút chứ, bootstrap table. Đây, table của chúng ta đây. Nó có một số cái table, có các cái kiểu ha, các cái kiểu mình sẽ sử dụng cái table default đi. Đó, mình chèn ra một cái table default. Như vậy cái table của mình thì mình có TR nè, là cái đầu nè, đến cái thân nè, đúng không? Cái đầu và cái thân. Ví dụ như chỗ này mình sẽ có số thứ tự nè, mình sẽ có họ và tên nè, mình sẽ có gì nữa, năm sinh nè, và ở dưới là mình sẽ có điểm. Rồi, mình sẽ có số thứ tự, năm sinh và điểm. Và ở bên trong này, đối với lại cái TR của mình, TR thì cái đây là có nhiều TR, nhiều cái nội dung. Mình sẽ cần một cái thôi, được chưa? Ở đây mình sẽ dùng một cái vòng for. Đây, mình sẽ dùng một cái vòng for. Như vậy đối với lại cái TR này, mình sẽ sử dụng cái vòng for student bên trong. Và đối với lại cái dòng đầu tiên của chúng ta, TR dòng, mình sẽ có body TH là dòng, chỗ này không có TR, mình sẽ bỏ trong cái dòng này luôn. Mình bỏ trong cái dòng này.
Rồi, với cái dòng này TR, ok. Mình bỏ trong một dòng thì cái này T một dòng để thử coi nào. A B C 1 2 3 1 2 3 điểm. For T H rồi, ok. Rồi mình sẽ có ở đây là cái student thứ, chỗ này là thứ tự đúng không? Nó là index. Chỗ này là họ tên thì sẽ là student chấm chấm gì? Ở bên dưới này của mình là có student chấm tên. Student chấm tên. Lúc này chúng ta sẽ đặt nó trong cái dấu này, quên, index cũng vậy. Rồi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có student chấm năm sinh. Rồi, tương tự chúng ta sẽ có student chấm điểm. Đây, số thứ tự, họ tên, năm sinh, điểm, ra một cái bảng. Được không? Đó là vòng lặp for của mình. Được chưa nào? Như vậy thì tùy theo cái nội dung mà chúng ta sẽ đặt for ở đâu cho nó phù hợp. Ví dụ như for ở dưới này thì chúng ta xuất ra cái dãy cho nó vui thôi. Đúng không? Đây, chúng ta xuất ra cái dãy vậy cho nó vui thôi. Chứ còn thực sự mà để nhìn cái này thì nó hơi kỳ. Đúng không? Cho nên chúng ta sẽ đổ cái này vào bên trong một cái bảng. Cái bảng thì chúng ta có số thứ tự, họ tên, năm sinh, điểm. Còn ở dưới này for thì chúng ta sẽ đặt vào mỗi dòng. Mỗi dòng. TR là mỗi row. Rồi cái TD là mỗi cái cell. Mỗi cái ô á, mỗi ô của dòng đó thì chứa cái gì? Đúng không nào? Mỗi ô của dòng đó thì chứa cái gì? Như vậy chúng ta đã có được cái bảng ở đây. Như vậy chỗ này các bạn có thể để cái table này của chúng ta class thì các bạn thêm cái style cho nó border vào để cho nó có kẻ khung. Như vậy các bạn có thể demo lại cái này giúp cho thầy ha. Đây code của mình bên này mình chạy thì nó ra ra đây, được chưa? Như vậy các bạn sẽ thấy rằng là nội dung của mình ở chỗ này nó có hai hai cái ví dụ, một cái là mình dùng for bình thường, một cái là mình sẽ đẩy nó vô trong, lưu lại đây, một cái mình đẩy nó vô table, một cái là mình xuất trực tiếp. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ khác nhau chút xíu thôi, không có đáng kể, không có nhiều. Và các bạn sẽ capture cái hình này bỏ lên trên record giúp cho thầy.